OK, xin chào các bạn. Mình đang cầm trên tay chiếc AirPods Pro 2 USB Type-C phiên bản dành cho Tết Nguyên Đán năm con rồng. Một phiên bản rất là đặc biệt và sẽ mở bán tại Việt Nam vào ngày 18 tháng 1 và đã bắt đầu cho đặt hàng trên trang apple.com ha. Các bạn có thể lên đó để tìm và đặt hàng cái món này. Trong video clip này thì mình sẽ so sánh rất là nhanh AirPods Pro phiên bản USB Type-C Tết và phiên bản bình thường cũng USB Type-C nhưng mà dành cho cái phiên bản bình thường ra mắt hồi tháng 9. Và mình cũng có ở đây AirPods Pro 1 phiên bản Lightning, nói chung là để tham khảo thôi ha. OK, mình so sánh rất là nhanh một chút cái hộp của hai sản phẩm này ha. Thì mọi người có thể thấy là AirPods Pro phiên bản Tết á, có chữ viết nó hơi ngả màu đỏ một chút, óng ánh. Logo của táo thì cũng đã có cái màu hơi đỏ đỏ ánh ánh một chút ha. Bên này thì thay vì logo táo lại là một cái logo của con rồng, tức là năm Giáp Thìn 2024 ha. Mặt sau thì cũng khá tương đương. Tuy nhiên các bạn để ý là trên cái hộp của sản phẩm này có cái logo của con rồng Giáp Thìn. OK, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm này ha. OK. Mở hộp ha. Wow. Tiếp tục. Vẫn cảm giác rất là thích thú khi mở những cái hộp mới như thế này. OK. Ta-da. OK, đây là AirPods Pro 2 phiên bản đặc biệt. Đây là phiên bản đặc biệt dành cho Tết Giáp Thìn của AirPods Pro 2 Type-C. Một con rồng được khắc ở đây. Cái này là cảm giác như là in lên các bạn, không phải là khắc, in lên thôi. Dĩ nhiên thì in lên cái cảm giác bạn sờ vào nó sẽ không có thích lắm, không có sướng lắm. Tuy nhiên là có thể cái việc khắc nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ bền của sản phẩm cũng như là cấu trúc của sản phẩm. Cho nên có thể là Apple đã chọn cách in lên. Và dĩ nhiên là các bạn để ý là trên Apple Store thì các cái sản phẩm như tai nghe và một số sản phẩm khác thì cũng có tùy chọn để in những cái hình thù lên các bạn ha. Các bạn có thể chọn cái logo của mình và in lên những sản phẩm như thế này để cá nhân hóa. Còn dĩ nhiên đây là một sản phẩm rất là đặc thù của Apple, thì các bạn muốn in cái con này in cũng được, nhưng cái logo màu con rồng và những thứ cái đặc biệt khác thì sẽ không có. Theo mình thấy thì hình như con này đang bán trên apple.com ở mức giá khoảng là 6.190.000. OK, mình sẽ mở thử để AirPods Pro 2 Type-C của mình nó có khác như thế nào hay không. Thì đây là phiên bản AirPods Pro 2 Type-C bình thường của mình. Còn đây là phiên bản rồng. Không có khác gì nhau hết, cộng USB Type-C. OK. Mình rất là kỳ vọng trên chiếc tai nghe này nó sẽ có một cái dấu hiệu của rồng. Tuy nhiên không có ha. Tại sao mình kỳ vọng như vậy là tại vì khi mà các bạn đeo trên tai thì cái phiên bản đặc biệt hay là không đặc biệt nó thể hiện ở trên tai chứ không phải là trên cái hộp như thế này. Đây là một chút so sánh rất là nhanh để các bạn thấy được là ba chiếc hộp của các thế hệ AirPods thì nó khác nhau như thế nào. Về cơ bản mọi người để ý là chúng hầu như là giống nhau hết. Cái hộp của USB Type-C nó có cái dĩ nhiên dây USB Type-C, còn đây thì nó chỉ là một cái hộp mở ra như thế này thôi. Có nghĩa đây là một dấu hiệu để phân biệt các bạn ha. USB Type-C và Lightning. OK, bây giờ mình sẽ thử kết nối AirPods Pro 2 Type-C rồng với iPhone 15 Pro Max. Rõ ràng là hai cái phiên bản rồng và không rồng nó rất là tương đồng với nhau. Mình đã có một video clip đánh giá khá là chi tiết AirPods Pro 2 Type-C rồi. Các bạn có thể xem thêm ở video liên quan ha. Tuy nhiên cái này mình sẽ đánh giá rất là nhanh thôi. OK, mình đã kết nối tai nghe này với lại iPhone 15 Pro Max rồi. Dĩ nhiên thì mọi thứ rất là suôn sẻ tại vì tai nghe và sản phẩm đều là của Apple hết. Đây là một trải nghiệm rất là xuyên suốt mà tất cả những người sử dụng Apple đều rất là thích vì đó là một cái hệ sinh thái toàn diện và kết nối liên mạch với nhau ha. Đó là một trong những lý do rất là lớn để mọi người bắt đầu sử dụng các cái sản phẩm chung quanh hệ sinh thái của Apple. Mình nghe thử một số bài nhạc thể loại mình yêu thích như là của Andre Ryan, Lân Nhã, rồi một số bài nhạc rock metal thì
nghe vẫn không có khác biệt mấy so với cái phiên bản Pro 2TC. Dĩ nhiên là nó không có khác gì cả. Tuy nhiên, mình sẽ nói rất là sơ những cái điểm mà mình thích trên chiếc tai nghe này. Sau khoảng mấy tháng, 6-7 tháng gì đấy, xài AirPods Pro Type-C, thì cái điểm mà mình thích nhất vẫn là cái chức năng mới của nó, đó là âm thanh thích ứng. Âm thanh thích ứng là một cái sự kết hợp giữa chống ồn noise cancelling với lại xuyên âm. Thì có nghĩa là gì? Các bạn đeo cái âm thanh thích ứng và khi di chuyển qua các cái môi trường khác nhau thì tai nghe sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ nhận biết môi trường và điều chỉnh cho phù hợp. Nó sẽ không mang lại cảm giác rất là bí như khi xài noise cancelling, và ngược lại nó cũng giúp giảm tiếng ồn ở một mức nào đấy so với việc là dùng xuyên âm. Ví dụ như là khi mình đi ngoài đường á thì mình dùng adaptive là tại vì nó sẽ đủ giảm đi cái tiếng ồn của xe, của còi xe, của tiếng động cơ, nhưng ngược lại nó vẫn có một cái gì đó ồn ồn đủ để mình biết là ok, chung quanh mình có xe cộ và mình cần phải tham gia giao thông với một cái cách gọi là tỉnh thức hơn ha. Ngoài ra thì sau một thời gian dài sử dụng, mình có nhận thấy rằng cái tai nghe USB Type-C á, nó có vẻ như thời lượng pin nó được cải thiện hơn. Thì mình cảm giác là cái USB Type-C AirPods Pro 2 đó nó mang lại cái thời lượng pin dài tốt hơn. Mình nhỉnh hơn khoảng 1 tiếng, 2 tiếng gì đấy. Tất nhiên điều mà mọi người cũng rất thích trên những chiếc AirPods đó là các bạn có thể bấm giữ để điều khiển các cái tính năng, ví dụ như là chuyển đổi giữa tính năng chống ồn, tính năng thích ứng hoặc là tắt các cái tính năng của tai nghe đi. Trong đó thì một cái tính năng mới của AirPods Pro 2 đó là các bạn có thể bấm để mà tắt cái micro gọi là mute đó. Có nghĩa là khi các bạn gọi điện dây đấy hoặc là khi các bạn tham dự một cái cuộc họp online thì các bạn không muốn mọi người nghe được không gian xung quanh của mình, và nhưng bạn vẫn nghe được tiếng mọi người nói, thì các bạn bấm một lần ở trên cái thân tai nghe thì phía bên này mình sẽ bị tắt tiếng, còn mình vẫn nghe được giọng của mọi người ở bên kia ha. Đó là những tính năng mới mà mình rất là thích. Ngoài ra thì những chiếc AirPods Pro 2 mới cũng có tính năng gọi là nhận biết cuộc hội thoại. Có nghĩa là khi các bạn đang đeo tai nghe và ở trong cái tính năng gọi là chống ồn á, thì khi các bạn nói lên, tai nghe sẽ nhận biết rằng mình đang nói chuyện với ai đó và tự động tắt tính năng chống ồn hoặc là giảm cái khả năng chống ồn xuống để mình có thể trao đổi với người đối diện. Tuy nhiên cái tính năng này mình không có thích lắm, tại vì mình đeo chống ồn rồi và khi mà nói chuyện á, thì cái sự gọi là sự nhạy của tai nghe hoặc là sự đáp ứng của tai nghe nó vẫn chưa đủ, và cho nên mình vẫn thường sử dụng cái tính năng gọi là adaptive, gọi là thích ứng ha, âm thanh thích ứng. Ngoài ra thì cái dòng tai nghe mới nó cũng có cái tính năng gọi là âm lượng cá nhân. Có nghĩa là khi các bạn đeo một thời gian dài, tai nghe sẽ nhận biết được môi trường xung quanh và cái thói quen sử dụng của các bạn và sẽ tự điều chỉnh âm thanh lớn nhỏ để cho phù hợp với cái sở thích cá nhân của các bạn. Ví dụ các bạn khi mà đi ra đường thì cái âm lượng của âm nhạc hoặc là âm thanh cuộc gọi nó có thể nó lớn hơn một chút xíu. Nhưng khi các bạn đi về nhà thì cái âm lượng các bạn nghe đây nó sẽ được điều chỉnh nhỏ xuống và nó sẽ được cá nhân hóa tùy theo cái thói quen và sở thích sử dụng của các bạn ha. Ok, đó là những điểm chính của chiếc tai nghe phiên bản Tết Giáp Thìn rất là đặc biệt của Apple, một cái món quà mình có thể tự thưởng cho bản thân sau một năm cày cuốc ha. Về cơ bản thì cái tai nghe này nó không khác gì so với AirPods Pro 2 Type C trước đây. Tuy nhiên nó sẽ có một số cái logo biểu tượng đặc biệt một chút ha, nó sẽ kích thích mọi người mua hơn. Thứ hai là một số tính năng mà mình thích, ví dụ như là âm thanh thích ứng ha, rồi tự động điều chỉnh âm lượng ha, và những cái tính năng điều khiển rất là nhanh trên cái thân tai nghe này và cái sự hoạt động xuyên suốt của sản phẩm với những cái thiết bị trong hệ sinh thái của Apple. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và mong các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái video khác của mình ha.